Nguyên xin chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình Nguyên đi ăn buffet nè cả nhà. Đi ăn ở Sa Đéc. Dân bỏ luôn. Ủa sao Chí đó Chí? Không đi vườn ba hả? Hai chèn chỗ khai của tao lèo. Hả? Ê hỏi chạy chiếc xe đó hay gì kìa. À, chạy xe đó điện kêu ba qua luôn. Nón em đâu? Hả? Hầu ơi ba chỉ đi. Bây giờ tới trỏng cả ba chỉ mình. Nguyên đi với chị Hai Nguyên. Rồi à. Ê chè phô treo si lèo mài xà mô tung si kỳ 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 tha hủy lại hơi chiều à. Anh Hai Nguyên không có đi cả nhà ấy. Anh Hai Nguyên ở nhà coi xưởng, ba Nguyên cũng không đi nữa. Nhị kinh ti ti mẹ lên mẹ, bà đi với ông Tiên này. Chí vô lên với mẹ kìa. Đi. Ở đây là dưới Sa Đéc đó cả nhà. Đường này hồi nào giờ Nguyên chưa có đi qua. San Chao Hồ Mến, Che Thiện, Giao Si Sư Buffet, Chưa Cơ Treo, Miễn Sư Treo, Sa Đéc. Gần tới rồi cả nhà. Quán nó tên là 123. Nguyên cũng không biết nữa, nghe nói tên vậy chứ chưa ăn lần nào. Tới rồi cả nhà. Lẩu buffet nướng. Bây giờ tới à, xin chai tao là chứ cơm buffet tới miễn. Nè. Nãy không biết đường luôn. Không biết đường luôn, chạy lạc luôn. Này lần đầu tiên Nguyên lại cả nhà. Đó có địa chỉ nè. Ai ở Sa Đéc á có thể ra đây ăn. Quán buffet 123 lẩu và nướng 139.000 một người. Chin đi bên. Đi. Ở đây khi mình vô ăn á, bước vô cổng là mình phải trả tiền vé. Mình đi bao nhiêu người thì mình trả bao nhiêu người. Của Nguyên là 954.000 cả nhà. Tính trẻ em thì hai đứa. Gọi báo quân vô ngồi. Cho xin. Tao pha xe gì ba lèo. Đi gấp đồ ăn nè cả nhà ơi. Đi. Nè. Ơi. Chí là đắng ngồi đi con. Để ngồi đi. Bị đòn bây giờ. Hả? Nói gì à? Nói gì ở bên phía bển. Ừ, lại đi ngồi cô ba lấy cho.
đi vô chỗ ngồi đi, ngồi của ba lấy cho. Mình lấy dĩa lấy chén cả nha, cho mình đi gấp đồ ăn. Ôi nó ngồi, nó để trên chiếc tàu nè. Chứ là xưa quần mảnh xưa, quần mảnh xưa. Hay à. Mấy vô lèo không? Mấy vô lèo. Quần mảnh xưa, hả phân kè cho cơ sổn khanh đào hỉnh mị xe. Hết rồi. Đây là có đầu cá hồi nữa. Chứ coi dù gì tha phân chay sỏn khanh nó hỉnh mì đi xem. Nào lại lấy đi, ủa lại. Mẹ lấy đi. Đây là chị hai Nguyên với cháu Nguyên. Lấy rồi đó, cái đó em lấy rồi. Hả? Chứ coi gì khờ. Chứ cơ sư thẻn chi. Chứ cơ sư chu cù. Này dao nỉu à? Này dao nỉu à? Chu cù. Nuôn cù. Không. Má, quả nào? Họ để trong chiếc tàu mà nhìn dễ thương quá ha. Dù thăng, tận xe sảy của mình sẽ xưa thăng chi hô thôi mà. Ừ, đi giao thăng à? Xem trai hả? Ủa không có nước không lại đậu nước á, ăn hai cái đổi hả ngộ à, khúc cuối là mới có nước hả hả. Không mà mấy anh qua cô ba nè, cái gì ba nè. Sen chai xưa sao sen là tận xe sảy xưa hồ qua. Chồng Nguyên ăn lắc đầu không? Uống miếng anh rồi. Hồi sen tôm dâm chăng à? Chiên cay tôm dâm. Này như lẩu Thái hay sao cả nhà? Hả? Chứ sao bị cha hầu xưa? Pha xì bút canh chiên phân thì bên ăn chăng à? Nướng á. Nướng
Chị không ăn nữa hả chị? Chị không ăn nữa hả? Xúc xích hả? Ơi cái này là cái gì vậy? Gỏi, thôi rau má. Ơi. Nè mà cũng cần mình nghĩ để mình đi đổi đồ kia đi ha. Qua đây nè. Anh Hảo, Hảo giao sao à? Anh là Hảo giao sao? Chứ có Hảo xin xe nữa chứ không? Na trùng. Đồ biển người ta cũng để trong xe, trong nồi vậy nè cả nhà, ở trong cái ruồng, trong cái xuồng. Chứ cái sư quà chè tre và đầu cung. Nè. Ơi cái con này là con gì vậy? Chưa ăn qua ăn thử coi. Không biết con nào giờ chưa thấy. Chắc hàu sữa quá. Cái này là hàu đá, hàu sữa hả? Nó không chưa chín hay sao? Nướng á. Mỡ hành nè chú. Mình để mỡ hành vô. Mẹ mới để ra để tôm vô. Mấy đứa nhỏ nó ăn. Anh gọi nhỏ đi chiên da chồng ta khóc á. Ơi, không biết người lấy có sợ không chứ người nướng mà nướng mỏi tay luôn. Ước mơ bên đó là được ăn cái nồi lẩu. Tại vì nãy giờ mẹ mình lấy đồ nướng không à. Nãy giờ ở bển ăn đồ. Nãy giờ ở bển ăn đồ nướng không mà thấy bên đây ăn lẩu cái người ta thèm. Mẹ nguyên toàn là để đồ. Để cái gì đó luôn không lại. Nó không bị lặt. Thôi giờ được. Ơi giờ ông bển được ăn lẩu rồi đó. Ăn mừng đi. Nữa. Bây giờ ở trên nóc này hồi nãy trời mưa cả nhà. Cái trống là bây giờ mở ra nè. Bây giờ quán càng trễ càng đông. Cả nhà mà mẹ của Nguyên á không thấy mất tiêu rồi. Sợ mà mẹ đâu mất tiêu rồi anh ba anh à... ơi mẹ không quên mama xin nó liền mà biết chồng con nói sao. Ủa mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi, sợ mà đi gấp nữa đó cái hụt lại nó. Ủa mẹ đâu rồi, coi kìm bả lại. Bà gấp một món bà gấp ăn chàng bắn họng luôn. Sợ gần chết. Ông nào ông no xanh mặt luôn à. Ở đây không có quạt gió cả nhà ơi. Nó hầm dữ lắm hầm luôn. Ăn đi. Gia đình Nguyên ăn xong rồi về. Đây là bảng giá của quán buffet 123 ở Sa Đéc nè cả nhà. Nãy đi trời sớm bẩn rồi cả nhà.
giờ về. À nã lèo. Giờ tối đông. Lên, nó nguy hiểm đâu? Hả? Ăn đã luôn. Rồi. Để tới không? Hả? Nguyên nè. Ủa sao nhím đây hả? Ở Sa Đéc thì nổi tiếng là hoa, làng hoa ở Sa Đéc cả nhà. Thì vào những dịp Tết á, đẹp lắm luôn á. Nhưng mà Nguyên chưa có dịp về Việt Nam vào những dịp Tết á. Ở đây là làng hoa Sa Đéc nè cả nhà, cái cổng vô á. Cái chỗ làng hoa Sa Đéc có tiệm bán bánh mì á, ngon dữ lắm luôn nè cả nhà, có nhiều loại bánh mì lắm ở đây nè. Hồi bữa Nguyên có, Nguyên với chị Hai Nguyên có lại đây mua. Ở đây mới đúng chứ. Đây là khu công nghiệp Sa Đéc. Rồi về tới nhà đó. Về lộ bộ gì à? Nón của mình á. Chí lên cha. Hả? Con có đem chai dầu theo không? Trời, hay vậy. Đem gỗ gao vô con. Hử? Quên nữa trời. Ông nội đâu chịu đâu. Hử? Mua gà cho ông nội. Ông nội mày có chịu đâu, ông nói còn con cá lóc kìa. Tắm đi. Con tắm trước, nhím chạy vô ngoài rồi. À thôi video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là lành nha. Khàn tiếng luôn. Nó không có nhiều, không có nhiều. Không có đầy đủ món. 139. 139 thì gửi mẹ. Nguyên xin chào cả nhà nha.